con chấp nhận ly hôn. Bảo Tuyên, Bảo Tuyên, cô biết cháu sẽ chọn ly hôn, nhưng chọn điều này là chọn lấy sự thua thiệt. Cháu đã cân nhắc chưa cháu? Thưa cô, cháu cảm ơn cô đã đứng ra bên vực cho hạnh phúc của cháu. Nhưng trước tình thế này, cháu đành chấp nhận ly hôn. Từ lâu rồi, bằng linh cảm lo âu, cháu đã biết trước sẽ có ngày hôm nay. Và điều kiện thứ hai cháu quyết định cho mình. Em đã từng cầu cần anh đừng bỏ em cô độc, nhưng giờ thì xin dừng đi, bởi vì em sắp phải xa anh rồi. Không, Bảo Tuyên đừng tin chuyện ly hôn. Thôi, quyết định này đâu phải của riêng em. Anh không ly hôn thì làm sao có chuyện chia lìa, mà ở sau má đành tâm nhìn hạnh phúc con ta giờ. Vợ xa chồng, chồng xa vợ, đau đớn nào hơn tước nỗi đau này. Cô ơi, sao cô lặng thinh không nói một lời? Nhìn Bảo Tuyên rơi nước mắt, cháu nghe lòng mình chịu nặng xót thương. Bảo Tuyên, cháu nghe cô nói đã. Thưa cô luôn là cứu tinh của cháu. Chưa bao giờ cháu không nghe cô. Nhưng nếu cháu còn nản lại phút nào, lòng cháu sẽ mềm ra lúc ấy. Cháu sẽ đi ngay. Không, nếu không câu chuyện sẽ trở lại từ đầu. Xin phép mọi người, tôi về phòng để viết tờ ly hôn. Không, Bảo Tuyên, Bảo Tuyên à, Tuyên, Bảo Tuyên cháu. Đứa nào khóc vậy bay? Để con ra coi ai vậy? Thoại Trinh, con gái út của má chứ ai. Nè, đi học về xong chịu vô nhà mà lại đứng đây khóc, có chuyện gì vậy Thoại Trinh con? Con thưa chị Bảo Tuyên, chị ấy đâu có tội lỗi gì mà má và chị Thoại chia ghét bỏ chứ. Nè nè, con nít đừng có chen vào chuyện người lớn nghe chưa. Em biết trong vấn đề này chị đã to nhỏ với má, để má không còn thưa chị hai nữa. Chị làm như vậy chỉ vì lợi ích riêng tư của chị mà thôi. Đồ mất dạy! Thoại Chi, sao con lại đánh em? Chị má không thấy nó to tiếng với con hay sao? Con đánh em như vậy rồi con không thấy tội cho nó sao? Ai bảo nó hỗn với con chứ? Chị Chi, chị tưởng rằng một cái tát tay của chị vừa rồi là đã cấm được em nói hay sao chứ? Không, em vẫn nói, và em còn nói nhiều hơn nữa kìa. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Em nói lên tấm lòng sâu độc của chị, vì những món quà mọn của chị Cẩm Nhung mà chỉ làm cho hạnh phúc của anh hai đi đến chỗ tàn nát chia lìa. Tức là tội nghiệp cho chị Bảo Tuyên vô cùng, 3 năm sống với nhà chồng luôn giữ lòng sạch trong, làm dâu luôn hiếu thuận với mẹ cha, làm vợ chưa một lần gian ngoa. Mà
chồng vợ đôi đàn, chỉ vì hiếm muộn không con. Đó đó má có nghe không, nó vì người dân mà không nghĩ tới gia đình, già to xa bất bình chẳng còn nể khiến ai. Hỏi tin ai xúi hiểu con, ai dạy con có những lời lẽ vừa rồi nuôi con cho đến nên người, lẽ nào chống đối lại mẹ cha. Má, má ơi, má nuôi con ăn học là để cho con biết được điều hay lẽ phải. Với người hiền lương đức hạnh thì nên thương mến cần. Lời lẽ nhu khuyên không biết bao lần, con gái của má luôn luôn ghi nhớ, đạo làm người không một phút lãng phai. Vì vậy đứng trước hoàn cảnh của chị hai, một người chị dâu có đủ đầy công dung mà lại bị gia đình ta không chấp nhận, dù đã ba năm trời làm vợ hiền dâu thao. Đó, nó trả lời với má như vậy đó. Nó nói ba má dạy nó thương người hiền, cho nên nó binh vực người chị dâu khả kính của nó, vì nó cho rằng Bảo Tuyên là nàng dâu có đầy đủ tam tùng tứ đức. Ôi, nó nói cái gì thì mặc nó, khi mà tao đã quyết định rồi thì chỉ đinh đóng cột thôi. Má, má ơi, cô còn nhớ ba năm trước đây, má không thuận ý cho chị Bảo Tuyên về sống với gia đình mình. Má nói rằng là ca sĩ như chị Tuyên thì không có chung tình. Rồi sau cùng vì thấy anh em buồn khổ, má đã bằng lòng làm lễ cưới rình rang. Anh chị con đã chung sống bao năm là ba năm trời ngập tràn hạnh phúc, thì nay lẽ đâu gì không có nói giỏi mà chị Tuyên đành xa cách anh. Rồi giờ sao đây? Cứ đứng lại nhảy hoài, không chịu để cho ai nghỉ ngơi hết phải không? Má, con thấy gia đình mình không biết thương anh Thoại Nghiêm, ai cũng chà đạp lên hạnh phúc của anh ấy. Nhiều cặp vợ chồng không con, họ vẫn sống đời với nhau thì sao chứ? Thôi, mày là con nít xanh, biết cái gì mà nói. Mọi chuyện đã giải quyết xong, mày khép cái mồm nhiều chuyện của mày lại đi. Tại sao cứ quan trọng quá chuyện con cái? Chẳng qua chị với má đều một lòng xua đuổi chị Bảo Tuyên thôi à. Ừ, rồi sao? Chị, má không có sợ cái gì mà phủ nhận chuyện này. Lúc nào chị cũng thôi thúc xúi giục má, bởi vậy anh Thoại Nghiêm bảo chị rù quến má là đúng lắm mà. Thoại Trinh, mày ăn nói gì với má chị đó hả? Tao giả tét miệng mày cho mày coi. Chị không được đánh em nữa nha. Mày hổn quá rồi, tao phải dạy mày cho được. Đứng lại. Thoại Chi, nè, đừng có đánh em nữa nghe không? Thoại Chi, tờ ly hôn chính tay em viết và đã ký tên rồi. Đây, anh hãy giữ. Bảo Tuyên ơi, anh và cô đã nói với em hết lời rồi, vậy mà em cứ... Đây là sự chọn lựa trọn vẹn nhất cho chúng ta. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không bao giờ sống hạnh phúc bên anh được khi mà áp lực của gia đình anh quá mạnh. Trời ơi, Bảo Tuyên, cháu hãy nói cho cô biết vì sao cháu lại chọn ly hôn. Vì cháu không còn chọn lựa nào khác cô ơi.
Bảo Tuyên cháu, cô có hiểu cho cháu không? Tình cảm là không thể chia sẻ, thì liên kết tay ba sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Thì tốt hơn là đừng để nó hình thành trong tình cảm. Nếu cháu muốn, cô sẽ đưa chuyện này lên tòa án. Cô sẽ đứng về phía cháu. Để làm gì thưa cô? Không, cháu không thể làm thế được. Tất cả sẽ nghĩ rằng cháu cố tranh gia tài của gia đình này. Cháu không hề nghĩ đến tòa án. Thoại Nghiêm ơi, ngày xưa mình yêu nhau, em hoàn toàn không ngờ gia đình anh giàu có cao sang. Thuở ấy anh không cho em tường gia thế, anh bình dị và vô cùng đơn giản. Cùng vì sự gian đơn này mà em đem và muốn yêu anh. Rồi đến một hôm thì hiểu ra gia đình anh rất sang giàu. Em nghĩ ai sẽ có ngày đất bằng nỗi sống, thì nay nó đã đến rồi. Thôi thì đành mỗi đứa nói nữa Tuyên ơi, vì anh đang đau buốt cả tim lòng. Hãy ở lại đây cho có vợ có chồng, đã ba năm chúng mình lừa cháu đành mất Bảo Tuyên sao? Không, không, cháu không thể chấp nhận được rồi. Nghiêm ơi, dẫu có chấp nhận hay không, anh cũng để cho em nói một lần, kẹo sau này không còn nghe em nói nữa. Bởi vì mọi chuyện kể từ hôm nay coi như đã hết, khi đặt bút ký ly hôn là em chấp nhận mất anh rồi. Em biết trong lòng má không nhận em là dấu tờ lúc ban đầu, em chỉ là một nàng dâu tên trắng không gia cư và không của em chỉ có nghĩa đối với anh thôi. Cùng với thân tộc em là bụi nhớ làm cho mọi người xuống mất. Em quyết định ly hôn là một điều hợp lý, dẫu phải xa anh là em chết nữa linh hồn. Bảo Tuyên, nhưng rồi cháu định đi đâu? Cháu có hướng đi riêng của cháu, nhưng chắc chắn là cháu không thể tiết lộ với anh.
biết rằng em làm cho anh đau khổ đến nhường nào không tin. Đừng vội vàng đứng chuyện ra đi, bằng mọi giá em phải là của anh mà. Nhìn ơi, thời gian sẽ có nhà tất cả rồi anh. Khi đất trời còn muôn lối thương tâm, lẽ nào em không có nơi nương tựa? Ba năm qua mặn nồng hương lửa, tôi thì thầm bằng như gió thoáng qua mặt. Thưa cô, cháu đi. Dinh biệt anh Bảo Tiên. Bảo Tiên, em bỏ anh sao Bảo Tiên? Ba con có chuyện cần nói với con. Con hãy vào trong gặp ba con ngay, mau đi. Mẹ, mẹ đã phá tan hạnh phúc của con rồi. Cô ơi, Hoàng Nhi, cháu. Có lẽ nào, có lẽ nào đây là tiếng hát của Bảo Tuyên à? Có chuyện gì đã xảy đến cho Bảo Tuyên? Chắc chắn là em rồi. Nhưng từ khi về với Thoại Nghiêm, em đã từ giả ánh đèn sân khấu. Cuộc sống bên ấy sang giàu, thì làm gì Thoại Nghiêm để cho em trở lại nghề ca hát à? Mình phải đi tìm hiểu mới được. Mình có thằng bạn chơi trống ở đoàn ca nhạc, nó sẽ giúp mình à. Phải rồi. Trời ơi, Thoại Chi à, em đến thật là đúng lúc. Anh có chuyện muốn hỏi em đây. Đụng người ta đau muốn chết à. Không hỏi à, xin lỗi chị hết rồi. Thôi thôi mà, anh xin lỗi. Anh vô tình mà. Anh đi đâu mà ào ào vậy? Bộ không thấy người ta hả? Anh thú thật là anh không có nhìn thấy em. Anh đang bận lắm mà. Làm như là người ta nhỏ như con kiến không bằng gì. Ừ, thì tại... Thôi, nói vậy chứ ai dặn anh làm chi cho nó lỗ.
Hôm nay em đến đây là rủ anh đi đi xem phim nè. Không được, anh bận lắm. Em không thấy vừa rồi anh đã hấp tóc đến nỗi chạy đụng em đó sao? Bận, lúc nào anh cũng bảo là như vậy hết á. Em ghét cay, ghét đắng cái tiếng bận của anh vô à. Cùng mỗi lần tìm gặp được anh à, anh luôn luôn diễn đủ lý do. Không bận việc kia cũng bận việc này à. Để chẳng bao giờ em có một lần vinh hạnh cùng anh sánh bước bên nhau tâm sự. Ngoài kia em nói vậy là tội nghiệp cho anh, thật ra anh đang cần đi ngay bây giờ mà. Em đã tin anh rồi, nhưng là chỗ bạn bè thân thiết. Em muốn anh tỏ bài, có chuyện gì mà anh lo lắng à? Anh muốn hỏi em chứ. Nếu không ngoài cả anh, em sẽ vì anh hết lòng giúp đỡ. Em nói thiệt ha. Vậy thì anh xin hỏi em về chuyện vợ chồng của Thoại. Chuyện bận của anh là chuyện đó đó hả? Em bảo là em giúp anh, vậy em nói cho anh biết đi. Sao? Chuyện vợ chồng của anh Nghiêm ấy thì có gì đâu để mà nói. Có mà, em nói cho anh biết đi. Chuyện gì đã xảy ra với... xảy ra giữa Thoại Nghiêm và Bảo Tuyên đó. Chuyện ấy xảy ra đã cả tháng nay rồi, chứ không phải mới đây đâu. Mà anh làm gì mà rối lên như vậy? Nhưng chuyện ấy là chuyện gì? Tại sao lại xảy ra? Bảo Tuyên bây giờ ra sao vậy em? Em đâu có biết. Và cũng không phải đến đây để trả lời những câu hỏi của anh. Thôi được, nếu mà em không nói thì để anh đi gặp Thoại Nghiêm. Chút nữa anh ấy sẽ đến đây gặp anh. Anh không phải tìm anh. Gặp anh à? Để làm gì vậy? Ai biết. Thoại Chi à, Thoại Chi, em làm ơn em nói cho anh biết đi. Chuyện gì với em? Anh Thoại Nghiêm với chị Bảo Tuyên đã xa nhau một tháng rồi. Hả? Xa nhau? Nói đúng hơn là đã ly hôn. Trời đất, hai người ly hôn? Tại sao vậy? Tại... mà em đâu có biết đâu. Em biết mà, em đừng có giấu anh. Nói cho anh biết đi. Tại Bảo Tuyên không sanh con. Cái gì? Không sanh con à? Một lý do vô cùng ngu xuẩn. Do thằng Thoại Nghiêm phải không? Đúng là thằng này là thằng ngu xuẩn mà. Do má em đó. Được không? Anh cứ mắng nữa đi. Anh xin lỗi em nha. Thoại Chi à, anh lỡ lời chứ không phải là anh cố ý đâu. Cho anh xin lỗi nha. Việc ly hôn á là do tự chị Bảo Tuyên lựa chọn, không phải tại do má em đâu. Nhưng mà vậy còn thằng Thoại Nghiêm nó không có ý kiến gì sao? Không, vì cả hai hình như đã chán nhau. Phải có một nguyên nhân nào khác nè. Chứ nói như vậy thì anh không tin. Thoại Chi à, em đừng có giấu anh mà. Có lẽ do Bảo Tuyên muộn mà má em thì không có giao đất tùng, nhưng đã mỏi mòn chờ đợi nên buộc Thoại Nghiêm cưới vợ bé. Anh nghĩ sao chuyện đó thì tùy. Thoại Chi à, Bảo Tuyên giờ ở đâu em biết không mà xin chi giùm. Tôi mù mịt chuyện này. Như vậy anh phải tìm cho được Thoại Nghiêm. Anh ấy không biết đâu, vì chị Tuyên đi mà không nói đi đến nơi nào. Hơn nữa họ đã ly hôn rồi, thì đâu cần liên hệ nhau chi. Trời ơi, các người thật là vô tình và tàn nhẫn mà. Anh nói gia đình tôi à? Phải. Trời ơi, các người bóp chết tình yêu của một con người và loại bỏ một con người mà lòng vẫn không thương tiếc. Bảo Tuyên đi đâu, sống chết ra sao mà các người không cần biết đến. Cứ xem chuyện kia như gió thoáng qua.
anh. Trời ơi, họ chung sống 3 năm mà giờ quên bỏ cho đành. Vậy mà tôi luôn nguyện cầu gian dai ở bên chồng bao tiếng mãi được vui. Mặc dầu gần 30 rồi tôi vẫn một bóng đơn côi, nhưng thấy Tuyên hạnh phúc là tôi mừng trong tất già. Ai hiểu được tôi sao giờ có nỗi đau kỳ lạ, người ta ly hôn mà mình nghe buồn da dí tê. Còn ai hiểu anh mà em? Em hiểu rất rành. Trước đây anh yêu chị Bảo Thư cùng lúc với anh Hoài Nghi của em, nhưng cuối cùng anh Nghi là người chiến thắng. Cuộc tình tay ba chấm dứt sau đám cưới của anh Nghi. Thấy là như vậy, nhưng chắc gì phải khoai chi ơi, có mấy ai lẽ làng quên bỏ một tình yêu của buổi ban đầu. Ngày đó anh yêu Bảo Tuyên nhưng chỉ âm thầm, nên Tuyên về làm vợ thoải im, anh đâu dám trách. Cô buồn mà cũng có chén lẫn niềm vui, vì anh tin tưởng Thoại sẽ đem đến cho Bảo Tuyên một đời hạnh phúc. Cùng là bạn với nhau ngày xưa, ba đứa chung lớp chung trường, nhiều kỷ niệm thân thương. Anh Trung, em hỏi thiệt anh, trong chuyện tình yêu anh đã quên hẳn Bảo Tuyên chưa? Cuộc tình tay ba đã kết thúc sau ngày cưới của Thoại Nhiên và Bảo Tuyên rồi. Có nhiều khi em cũng tin như vậy, nhưng cũng có lúc em suy nghĩ băn khoăn. Nếu thật sự anh đã quên được Bảo Tuyên thì tại sao anh như một người con gái ấy? Người con gái ấy đã trông chờ mỏi mắt dầu một tiếng yêu hận hờ, nhưng có nhận được đâu. Gần 1 năm rồi anh ít lui tới nhà em, không hiểu tại sao em nghe buồn vô hạn. Đến tìm anh thì lại vô cùng e ngại, còn xa nhất một ngày già Thoại Chi à, tôi... xin phép Thoại Chi, tôi có chuyện phải đi. Khi nào gặp lại, chúng ta nói chuyện nhiều hơn nha. Anh Trung... Xin phép Thoại Chi. Anh Trung... Anh Trung... Anh Hai à, sao anh đi đâu mà anh cứ đi hoài vậy? Nếu không có chuyện gì em để cho anh yên. Anh không muốn ai quấy rầy anh hết á. Em muốn giúp anh mà. Em có chuyện này nói với anh nè. Đã bảo là để anh yên mà. Anh Hai, em thương anh mà. Anh cứ la em hoài à. Anh xin lỗi em. Em muốn nói gì với anh vậy? Em biết chỗ ở của chị Bảo Tuyên rồi. Hả? Em sẽ dẫn anh tới đó. Thoại Trinh. Dạ. Em bảo sao? Đừng có hỏi, đi theo em rồi sẽ biết. Nè, anh nói cho em biết, anh không phải là con nít đâu nha. Có phải má bảo em làm cái trò này không hả? Không, em nói thật mà. Vậy thì em nói rõ cho anh biết vì sao em tìm được chỗ ở của Bảo Tuyên vậy hả? Anh Hai nè, anh cũng biết đó. Chị Bảo Tuyên không còn ai là thân bằng thiên thuộc, thì chỉ nương tựa vào ai để sống khi rời khỏi nơi đây. Và biết rõ ràng
tôi vậy mà anh không nghĩ ra, cứ ngỡ là chị của em tôi và Phương nào. Chứ anh đâu có ngờ Bảo Tuyên sống lại nghề xưa. Có một đêm sau khi trình diễn xong, chị ấy ra về, em phóng xe cận kề và biết được nơi ở của chị Tuyên. Địa chỉ đâu em đưa cho anh, anh đến đó ngay bây giờ. Cả tháng nay mong mỏi đón chờ và khổ công tìm kiếm, anh tưởng chừng phải xa Bảo Tuyên mãi mãi, nào ngờ hôm nay lại có tin vui. Anh sẽ đưa em đi, nếu không thì khó gặp chị Tuyên. Sao vậy? Nhà khó tìm lắm, không khéo thấy bóng dáng anh, chỉ trốn đi nơi khác cho coi. Được rồi, lên xe anh chở đi, nhanh lên. Dạ. Thoại Nhiên ơi, em nhớ anh quá, đã hơn một tháng rồi mình xa nhau. Nhìn ảnh của anh mà em như đứt từng đoạn ruột. Em biết anh cũng nhớ thương em, nhưng phải đành cách biệt đôi nơi. Em chấp nhận rồi số phận hắm nhiều, mượn tiếp lời ca đêm đêm dưới ánh đèn màu, làm vui trong đau khúc nghẹn ngào. Mà tâm can tay tê, nước mắt rơi theo mỗi bước về đêm. Đại lâu buồn chơi với bóng em, ngưng tiếng ca nhớ thương anh nhiều hơn. Bảo Tuyên. Trời ơi, anh Trung à. Anh Trung, sao anh biết em ở đây vậy? Khoan đã, chuyện đó anh sẽ trả lời sau. Bây giờ em hãy kể cho anh biết chuyện xảy ra như thế nào. Chuyện thế nào? Chắc anh đã biết rồi. Sao em biết là anh biết? Vì nếu không, anh chẳng tìm em ở đây. Phải, anh đã biết tất cả. Thoạt đầu, anh trách Thoại Nghiêm vì nghĩ rằng nó làm chồng mà thiếu trách nhiệm với em. Nhưng rồi anh biết được, nó cũng đau khổ vô cùng em mà. Suốt tháng nay nó chạy tìm em như là một thằng điên vậy đó. Có đôi ba lần em nhìn thấy anh Nghiêm, nhưng mà em cố tránh mặt. Em cố tránh mặt à? Dạ. Em à, nếu tình trạng của Thoại Nghiêm kéo dài, anh tin rằng gia đình nó sẽ chịu thua thôi à. Ngày mai á, anh sẽ đi gặp nó, đưa nó đến đây, rồi anh em mình bàn tính nha. Không không, anh Trung, em xin anh đừng đưa ảnh đến đây. Anh hứa đi. Tuyên à, nếu không thì từ ngày mai em sẽ trốn tránh anh luôn. Hả? Em sẽ đi thật xa đó. Thôi được rồi, anh hứa với em đó. Chưa gì là đòi bỏ đi ra. Nhưng sao em lại không muốn gặp Thoại Nghiêm vậy? Tại vì ngày xưa anh Nghiêm quá yêu em, nên gia đình anh ấy buộc lòng phải cưới em. Nhưng 3 năm làm dâu em đã sống trong tẻ lạnh cô đơn. Suốt 3 năm em không ăn thầm vì bị gia đình người ta rẻ khinh, luôn nặng nề bao điều. Nhưng nhờ tình thương của Thoại mà em không một tiếng thở than. Nay người ta đã quyết lòng, không muốn nhận em là dâu, chỉ vì em không sanh được con để nuôi đi dòng. Như vậy rồi em chấp nhận ly hôn tội.
thoải nghiêm vô cùng. Nó khổ sầu vì thiếu em. Bảo Tuyên ơi, xin em suy nghĩ lại. Anh biết chuyện gì lòng tự động của một con người. Em ra đi những tan nát tâm hồn. Xa chồng lòng có vui đâu. Vì vậy em không muốn gặp anh ấy. Để về quên hơn. Em đã lầm rồi. Trong tình yêu, càng muốn lánh xa chừng nào thì người ta lại càng khó quên chừng đó. Nhưng hoàn cảnh của chúng em bây giờ là phải xa nhau thôi anh à. Tuyền à, anh Trung, từ nãy giờ anh chưa nói gì sao mà anh biết chỗ ở của em à? Cô Lan chỉ cho anh đó. Cô Lan? Cô ấy đã bám theo em nhiều lần. Mỗi khi em rời khỏi rạp hát về nhà. Cô Lan tài thật, vậy mà em không biết. Nhưng cô Lan bảo anh đến đây với mục đích gì? Cô biết em tránh mặt tất cả những người trong gia đình của Thoại Nghiêm, nên bảo anh đến để lo lắng cho em. Cô bảo em cứ yên tâm mà ở đây. Nè, của cô Lan gửi cho em đó. Cô bảo là em không được từ chối nha. Cô Lan thật là tốt. Bảo Tuyên, em làm sao vậy Bảo Tuyên? Em chóng mặt và buồn nôn quá. Em chóng mặt? Dạ. Buồn nôn nữa hả? Dạ. Thôi chết rồi, vậy anh đưa em đi bệnh viện nha. Không, không sao đâu anh. Mấy ngày nay thỉnh thoảng cơn nôn á và say sẩm như vậy hoài à. Vậy hả? Nó đến rồi một chút hết ngay thôi. Ờ. Em cần nằm nghỉ một chút. Vậy để anh dìu em nha. Dạ. Trinh ơi. Dạ. Có đúng là ở đây không Trinh? Bảo đảm là ở đây mà. Để em nhớ coi nhà nào nha. Kìa, căn nhà nhỏ trước mặt mình kìa anh hai. Căn nhà nhỏ đó hả? Dạ. Anh thấy rồi. Nè, một mình anh đến gặp chị Tuyên đi. Có em á, chị ấy nghi em dẫn đường là kỳ lắm à. Cũng được. Em đứng đây chờ anh nghe. Dạ. À. Trời ơi, Bảo Tuyên đã có người yêu rồi sao? Trong khi mình bỏ cả công ăn việc làm để đi tìm kiếm người ta, thì ở đây người ta đang ấp ôm tình tứ. Nhưng mà người tình của Bảo Tuyên là ai? Hắn ta xoay mặt vào trong nên không nhận diện được. Nhưng thôi, cần gì chuyện ấy, cần gì nuối tiếc người đàn bà bối bán. Thật ghê tởm mà. Thoại Trinh, đi về, về em. Ủa, sao lại về anh hai? Đừng hỏi gì nữa hết, về ngay. Kỳ vậy cơ. Em đã khám cho chị rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chị đã có thai rồi đó. Có thai? Hèn gì mình bị trễ hơn một tháng nay rồi. Sư cũng biết, mình với anh Thoại Nghiêm lấy nhau đã 3 năm mà vẫn chưa có con. Mình khổ lắm. Mấy hôm nay mình có triệu chứng như là ốm nghén. Mình không ăn uống được và cứ lả người vì mệt. Mình chỉ sợ bị mang chứng bệnh gì khác chứ. Vậy thì bây giờ á, chị hãy mau bay về nhà báo tin cho anh Nghiêm hay, để anh thấy buồn vui. 3 năm không con chắc anh cũng buồn. Nếu không nói người ta sẽ sanh chứng, chỉ cớ cần có một mình con, ông chồng sẽ sanh tật nọ kia. Mình cũng rất buồn khi muộn con đã lâu rồi, mình rất khổ đau. Chắc gia đình có chuyện gì là chị em sao lại giấu nhau? À không, gia đình mình vẫn hạnh phúc. Mình khổ đau vì chậm cho anh Nghiêm một đứa con thôi. Bây giờ thì vui vẻ rồi chứ gì. Chị nên cố gắng ăn uống cho thai khỏe.
Không ăn được món này thì ăn món khác, nhưng điều cần thiết là phải ăn, đừng để lã người đi là không tốt. Cảm ơn sư nghe. Mình phải về gặp anh Nghiêm ngay. Biết được mình có con, chắc là anh sẽ mừng lắm đó. Nhớ bảo anh Nghiêm đưa chị đến khám định kỳ nghe. Nhớ rồi, mình đi nghe. Nghĩ đến lúc gặp được anh Nghiêm, mình cảm thấy vui mừng quá rồi. Chắc anh Nghiêm sẽ ôm chầm lấy mình. Giờ khi nghe báo tin sắp được làm cha, anh ấy sẽ hét lên vì sung sướng. Trời ơi, tân hôn. Không, không, không phải là anh đâu. Anh đâu dễ dàng bỏ em như vậy phải không anh? Mới một tháng rưỡi thôi mà, anh đã chạy tìm em khắp nơi. Hôm nay chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa. Em đến báo tin mừng cho anh biết, chúng ta sắp có con. Sắp có con thật rồi anh Nghiêm ơi. Chị đi đâu đây? Nhà có đám cưới ai bị thoại chi? Của anh Nghiêm đó. Anh cưới chị Cẩm Nhung. Cũng gần đến giờ đón dâu rồi, chị nên về đi. Không, không thể có chuyện đó. Anh Nghiêm vẫn còn yêu chị mà. Thoại Chi, vào nhà đi. Anh nói chuyện với cô ta một chút. Sao? Cô đi đâu vậy? Em đến báo cho anh một tin. Nhưng anh nói đi, có phải là đám cưới của anh không? Anh Nghiêm ơi, anh bảo là không đi anh. Đúng, đám cưới này là của tôi. Anh, cô không thấy tôi mặc áo chú rể hay sao? Cô đến đây để báo tin gì cho tôi? Hãy nói đi, tôi đang chờ đợi. Sao cô im vậy? Nào, cô hãy nói đi cô. Chắc là tin vui vì cô tìm được người thay thế tôi. Vậy thì xin chúc mừng cho cô. Nhân tiện tôi xin mời cô vào dự lễ cưới của tôi. Anh Nghiêm ơi, anh nói gì những lời nói bâng quơ em như kẻ trong mơ. Đang bàng hoàng chưa hiểu rõ nguyên nhân. Cô là con người bội bạc, khi tôi tìm cô khắp chốn khắp nơi thì chính là lúc cô phản bội tôi. Em sao? Cùng người tình âu yếm lạ lời. Anh Nghiêm, tôi chưa nói hết. Tôi đã vì cô mà thất thiểu như là một thằng điên. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt tôi mới tỉnh ra. Cô là người chẳng ra gì mà. Anh Nghiêm, Nghiêm ơi, em có về đâu mà anh nợ nặng lời với em như vậy chứ? Thôi đừng gieo nữa thương sâu. Về đi xây đắp tương lai với người cô yêu. Còn tôi giờ cũng yên vui rồi. Ta chẳng chung lời kia thôi, dẫu không còn dương dính như xưa, đừng đuối tôi như người chưa từng ở trong vòng tay, làm nhói đau tim lòng, khơi nguồn để cho lễ. Còn đây như mật rót vào tay mà đã một thời gian tôi say mê đắm đuối.
Giọng nói ru em nghe thương quá đổi, Bảo Tuyên ơi em thật sự còn đây, chỉ là hư ảo của anh tình. Vì yêu em anh đã vượt qua đỉnh kim của gia đình, những tưởng đôi mình sống bên nhau chỉ đến tàn hơi thở tóc ngã màu, mà lòng vẫn không sai. Dầu phải rơi vào nghịch cảnh la lai, hai đứa ai nói mỗi người mỗi nhà, nhưng anh vẫn tin duyên ta không rời, đã sẽ mãi đoàn viên ta nước chung cùng. Cũng như anh, em thầm gian dây ơn trên hộ trì giúp vợ chồng mình được mãi mãi chung sống bên nhau. Xa rồi em cũng biết bao, chỉ biết khóc cho vơi đi cô trở thành người phản bội, có phải vậy không? Anh đi. Tại sao anh cứ mãi nói vài câu ấy, trong khi em vẫn là kẻ chung tình? Giữa mưa lá rơi qua sông đổi dáng trái hình, vẫn giữ nguyên cho anh một bảo tuyến toàn vẹn, vẫn nhớ hoài chỉ có anh thôi. Hay là đi dầu tình bầu muốn thôi, bỏ dẻo tên giữ cho rồi bầu sơn. Nói đi anh em đang chờ đợi và sẵn sàng nghe dầu lời cay đắng khổ phàn. Bảo Tuyên, cô có biết là cô khôi hài lắm không? Cô chạy trốn để cho tôi đuổi bắt, nhưng khi tôi quay đi thì cô lại không muốn mất tôi. Anh Nghiêm, em yêu cầu anh hãy nói rõ ràng hơn. Em chưa hiểu gì cả. Chưa hiểu? Chưa hiểu hay là cố giả giờ không hiểu? Sự thật rõ như ban ngày mà cô còn chối cãi được sao? Tôi hỏi cô này, cô đến đây để làm gì? Cô không thể nào phá được đám cưới này đâu. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh ấy thì suýt chút nữa tôi đã trở thành thằng ngốc thằng ngu. Suýt chút nữa tôi đã từ bỏ gia đình yêu mến để đi theo người vợ chẳng ra gì. Thôi đủ rồi, cô hãy đi đi. Đi tìm tình nhân của cô mà tớt đùa lơi là. Dính biệt nhau đừng mong có ngày gặp gỡ, tôi phải đi vào chờ đợi rước dâu. Anh em ơi, em. Má từ nói đúng, cô là người, người chẳng ra gì mà. Trời ơi, sắp đến giờ đón dâu rồi. Vĩnh biệt cô, vĩnh biệt. Không, anh em, anh em ơi, anh nói gì vậy anh em ơi? Em muốn báo cho anh biết một tin là, trời ơi, em ơi đừng bỏ em, đừng bỏ em mà anh em ơi, em ơi. Hãy đi đi, đi tìm tình nhân của cô mà lả lơi đùa đợt. Má tôi nói đúng, cô là người chính ra gì? Đã đến giờ rước dâu rồi, vĩnh biệt cô. Như vậy là hết thật rồi, hết thật rồi. Nghiêm, mày ra ngoài này, tao cần nói chuyện riêng với mày một chút, nhanh lên, đi mày. Gì vậy? Làm gì mày giận dữ vậy Trung? Thì ra đây. Vô đây, vào bên trong uống với tao một ly rượu đã. Thôi dẹp đi, tao không thích uống rượu trong ngày cưới của mày.
Mày trả lời cho tao biết đi. Bộ mày điên hả? Mày điên hay không mà tại sao mày lại bỏ Bảo Tuyên chứ? Tao không muốn mày nhắc đến cái tên cô ta nữa. Hôm nay tao định mời mày làm rể phụ cho tao có được không? Cái gì? Thì ra hôm nay mày nhắn tao đến đây là để tiếp tay làm trò hề phản bội của mày có phải không? Tại sao mày bắt tao phải chung tình với một người đàn bà bội bạc chứ? Ai bội bạc? Mày nói Bảo Tuyên hay là mày? Cô ta trước thì tao mới bội bạc sao mày? Thôi dẹp chuyện của Bảo Tuyên đi. Đừng tới giờ đón dâu rồi, mày đừng lộn xộn được không? Nghiêm, tao hỏi mày, bằng chứng đâu mà mày cho rằng Bảo Tuyên là kẻ bội bạc chứ? Được rồi, rồi tao sẽ kể cho mày nghe. Nếu không tận tường và thấy rõ ràng, sao thì đời nào tao mới bỏ được Bảo Tuyên? Hôm nay là ngày cưới, chắc mày cũng hiểu đám cưới một cách vội vã thì đâu phải chuyện bình thường. Mày đừng tưởng rằng lòng tao sướng vui. Tao thì không tin, chắc mày dính bừa cái chuyện tầm phào. Gì mà tầm phào này? Giả dờ ghen tuông, hầu trúc lỗi cho Bảo Tuyên. Mày coi chừng mày lầm đó. Vì tao nhận thấy Bảo Tuyên còn yêu mày tha thiết. Yêu tha? Tao không biết mày chứng kiến chuyện gì mà mày lại cưới liền Cẩm Nhung. Chứng kiến cái gì tao chưa tiện nói ra đây đâu. Đôi khi sự ghen hờn sẽ làm mù quáng phán đoán trong tình yêu. Điều mà người ta sợ nhất là sự hiểu lầm và thiếu bình tĩnh, đôi khi đưa đến hậu quả đắng cay đó Nghiêm mà. Nếu tao thiếu bình tĩnh thì mọi việc không xảy ra đơn giản như thế này đâu. Giờ sự cay đắng đã xảy ra ngay hôm ấy rồi. Thôi được, hôm nay là ngày cưới của mày. Dầu sao chuyện gì đến phải đến. Có trách cứ mày đi nữa thì sự việc cũng đã lỡ rồi. Nhưng tội là tội cho Bảo Tuyên. Nếu biết được chuyện này chắc sẽ bất ngờ và đau khổ lắm. Bảo Tuyên vừa mới tới đây đó. Hả? Bảo Tuyên đến đây à? Phải. Rồi sao? Cô ấy về rồi. Mày xua đuổi Bảo Tuyên có phải không? Tao nóng quá, tao không dằn được. Tao... Trời ơi, tao... thôi đi, đồ ngu, đồ tàn nhẫn. Mày làm chồng như vậy là đồ bỏ rồi. Phải rồi, tao là đồ bỏ. Tao điên lên mất rồi. Ủa, Bảo Tuyên, em định đi đâu vậy? Anh Trung ngồi chơi. Ừ, anh hỏi sao không trả lời, em đi đâu vậy? Chỉ biết là em phải đi, nhưng chưa biết được mình sẽ đi về đâu. Trời ơi, sao em liều quá vậy? Hồi sáng này em có đến bệnh viện phụ sản. Người ta bảo rằng em đã có thai hơn một tháng. Em mừng quá vội đến nhà anh Nghiêm báo cho anh biết. Nhưng mà... Cái gì? Em có thai thật à? Thật. Nhưng chưa kịp báo tin thì người ta đã mang em xối xả và xua đuổi em rồi. Trời ơi. Tuyên à, em đừng có buồn. Lúc này thằng Nghiêm á, cái tánh tình nó thay đổi quá nhiều à. Anh còn không hiểu nổi nó nữa đó. Trong lúc này em rất cần sự giúp đỡ của anh. May mà em còn một người bạn tốt như anh. Em nói thật đi, em định đi đâu và sống ra sao? Em sẽ tạm nghỉ hát, vì cái thai sẽ lớn dần. Em cố nghĩ ra cách làm ăn khác trong thời gian này. Dẫu có nhọc em cũng cam đành, không quá hận than phiền ấy tại phần số mà thôi. Nhưng em không thể nào ở lại nơi đây vì không muốn anh biết được cái thai này là do anh tạo ra.
Bảo Tiên ơi, anh chua xót làm sao khi thấy em lần đặng trên đường đời. Ôi phận bạc má hồng, tội tình gì em phải kêu mang. Lẽ đâu em giấu nhẹm không cho em nhìn nhận đứa con mình. Anh ấy đã có vợ rồi thì đứa bé chỉ là con em. Anh Trung, anh hứa đi, anh hứa rằng anh không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai trong gia đình anh Nghiêm biết, kể cả cô Lan. Em tin tưởng anh, em chỉ còn phó thác cho anh chuyện riêng của em thôi. Vì rồi đấy, mẹ con em chỉ còn biết nương dựa vào anh. Nếu anh không hứa thì... Thôi mà, anh hứa, anh hứa mà. Em tin anh. Bảo Tuyên à, anh muốn bàn với em một chuyện. Chuyện gì vậy anh? Như em đã biết, ba má anh đã qua đời rồi. Anh chỉ còn một người anh trai. Anh ấy rất thương anh nên đã mua cho anh một căn nhà. Nó nằm biệt lập trên một con đường nhỏ. Anh định vậy nè, anh muốn đưa em về đó ở, và anh sẽ lo cho em từ đây cho đến ngày em sanh nở. Không tiện đâu anh. Người ta sẽ hiểu lầm, và cũng có thể anh hai của anh sẽ ngăn cấm. Chừng đó em biết làm sao? Chuyện thiên hạ hiểu lầm á, anh chẳng có quan tâm. Còn riêng anh hai của anh á thì anh sẽ cố gắng giải thích nè, chắc chắn tâm thần. Khi mà anh hai hiểu á hoàn cảnh của em rồi thì anh rất tin mọi chuyện sẽ xuôi theo ý muốn mà thôi. Bảo Tuyên à, em nên chớ ngại, đã là bè bạn rồi á, trong lúc khó nguy phải giúp đỡ cho nhau. Em đã gặp cô được anh thương tình, hết lòng lo lắng em rất vui mừng. Phần số đầy đưa không biết tính sao, chẳng sợ nhờ anh có nơi nương tựa qua cơn không gặp. Em nào dám đâu nói tiếng từ nay. Như vậy là em đã bằng lòng rồi phải không? Nếu bằng lòng rồi thì mình đi ngay ha em ha. Đi ngay cũng được, vì tiền nhà em đã thanh toán xong với bà chủ từ ban sáng rồi. Vậy thì chúng mình đi. Em để anh xách vali giùm cho. Nè, có thai xách nặng không có nên đó. Dạ. Đi em. Nghiêm Bình ngủ rồi, mẹ còn đi nấu cơm nữa chứ. Chỉ dầu cầu dáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Anh làm em hết hồn hả? Nghiêm Bình ngủ rồi hả em? Dạ, nó mới vừa ngủ đó anh. Nè, em coi nè, anh mua gì cho em nè. Đó, một chục cam ha, mấy hộp thuốc bổ nữa nè, rồi còn sữa cho Nghiêm Bình nữa đó. Anh Trung, anh cứ vì em mà lo lắng mãi. Thật em ái ngại vô cùng. Mấy tháng nay anh sống trong cơ cực, tai làm hàm nhai. Bởi vì anh hai đã từ bỏ anh, lỗi do anh không chịu nghe lời. Lo cho em mà không quá thân mình, tư cô vô thân một mình em đơn độc. Sau này hiểu chuyện, anh hai sẽ thương tình mà thứ lỗi cho anh. Bấy lâu nay em rất khổ tâm, khi thấy anh là anh vất vả, để có tiền bổ giúp cho em. Bởi con nên ngày đêm em vất
công diễn thường xuyên tiền nông thiếu hụt. Nếu anh bỏ mặc thì em lo sao được, thôi chuyện như vậy rồi em không phải bằng tâm. Anh rất bằng lòng cho cuộc sống hôm nay, chỉ là bạn thôi mà anh chịu đau mọi bề thì bao sao em không thấy xuống xa lòng. Em đừng nói nữa có được không, để anh sẽ cam cho em ăn nha. Anh Trung, có đôi lúc nhớ đến cái ngày mà anh đến nhà Bảo Sanh Từ Vũ đóng tiền để rước em về đây. Sao em không có nín cười được? Em cười về chuyện gì? Thì họ cứ nghĩ rằng anh là chồng của em đó. Anh chu đáo mọi bề, đã thuê sẵn căn nhà nhỏ này để có nơi mà mẹ con em che mưa đục nắng. Tuyên à, có khi nào em nghĩ rằng chính căn nhà này là do cô Lan thuê cho anh với em ở không? Cô Lan? Ừ, cô ấy giỏi như là một nữ thám tử vậy đó. Em sanh ở đâu nè, cổ cũng biết nè. Bé Nghiêm Bình là giọt máu của thằng Nghiêm, cổ cũng biết nữa nè. Nhưng cổ nhờ anh nói lại với em đừng có lo, cổ sẽ giấu kín chuyện này mà. Cô Lan thật là một người mà trên đời này hiếm có. Thôi đi, em ăn cam đi, rồi anh nói thêm chuyện này cho em nghe. Chuyện gì vậy anh? Bảo Tuyên, đã đến lúc em phải trả lời cho anh biết. Em không được bắt anh chờ đợi nữa. Anh Trung, xin anh hãy để cho em suy nghĩ một thời gian ngắn nữa thôi. Suy nghĩ? Một thời gian ngắn? Ngắn là bao lâu? Em phải hứa một cách chính xác. Anh không muốn em cứ ổn ờ hoài. Thì một tháng nha anh. Một tháng? Ừ. Thiệt ha? Nè, lần này đừng có bắt anh đứng bên lề tình cảm hoài nha. Anh muốn em á là vợ của anh, vợ thật sự chứ không phải là trên danh nghĩa nữa. Vâng, em xin hứa. Vậy tại sao lại phải một tháng? Một tháng có biết bao nhiêu là thay đổi á. Chính vì sự thay đổi nên em chưa quyết định. Em không muốn phải khổ thêm lần nữa anh à. Bảo Tuyên, em nói như vậy là sao? Anh hoàn toàn không hiểu em muốn nói gì. Vậy thì để em nói cho anh hiểu. Anh biết không, dù đau khổ nhiều nhưng em vẫn còn yêu Nghiêm, yêu tha thiết. Em biết rằng Nghiêm đã hiểu lầm em và trả thù bằng cách cưới Cẩm Nhung. Có nghĩa là anh ấy đã tìm được căn nhà trọ của em do một sự lầm lớn nên ghen tuông. Anh Nghiêm cho em là người ngoại tình phản bội. Nhưng Nghiêm đã lầm lớn gì? Phân bài chắc chắn là chuyện của anh với em. Trời ơi, có thể như vậy được sao? Thằng Nghiêm quá là nóng nổi dội vàng, chính anh cũng không ngờ. Chỉ vì ghen hờn nên Nghiêm đi cưới vợ để gieo khổ sầu cho em. Em bị xua đuổi ngay ngày cưới mà không được giải thích một lời. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi, em thấy cũng không cần thiết phải giải thích nữa. Có điều, khi hiểu được anh Nghiêm, em lại thấy thương anh ấy nhiều hơn. Do đó mà em đã không đáp lại tình anh. Nhưng còn bây giờ? Giờ thì đã hết. Đã hết thật rồi, anh hiểu chứ? Và một tháng nữa em sẽ trả lời với anh. Nữa, lại một tháng? Sao cứ lại là một tháng mà không ngay bây giờ hả Bảo Tuyên? Lúc nãy em có nói với anh rằng em không muốn khổ thêm một lần nữa.
Anh có biết tại sao không? Tại sao? Trong tình yêu, có đôi khi người ta thật sự là ích kỷ. Nên em không muốn mất anh. Đây nè, anh đọc một nhắn tin này. Và đừng giận là em giấu anh. Anh Nguyễn Hữu Thành nhắn em trai là Nguyễn Hữu Trung, sanh ngày 16 tháng 3 năm 66, về gia đình đoàn tụ, anh rất trong. Đừng giận em, em thật là ích kỷ. Em đã giấu anh cả tuần nay rồi. Em sợ. Em suy đoán giỏi, nhưng mà em còn dở. Em nên biết rằng anh hai nhắn tin như vậy có nghĩa là đã tha thứ cho anh, và có nghĩa là đã chấp nhận em rồi đó. Em không dám tin điều đó. Điều đó thật là cao xa đối với em. Cao xa hơn cả chuyện ngày xưa khi em được gia đình anh Nghiêm cầu hôn. Bởi vì dầu sao, ngày xưa em vẫn còn vẹn nguyên từ tâm hồn đến thể xác. Bảo Tuyên, em đừng lo. Anh rất tin rằng. Anh đừng vội. Đừng để em hy vọng với điều chưa biết chắc. Trước tiên, anh hãy về thưa chuyện với anh hai. Em sẽ chờ anh. Em chờ anh mà. Tuyên, anh mãi mãi, anh mãi mãi sẽ đợi em, dù cho đơn bao giờ. Anh Trung, anh Trung. Thôi, em ở nhà với Nghiêm Bình nha. Anh đi làm. Nghiêm Bình, con ngủ ngon nha. Anh về sớm, em chờ cơm nha. Anh đâu có để cho em trong. Anh đi nha. Con trai của mẹ ngủ ngon. Để mẹ ra nhà sau nấu cơm một chút nha. Tiền xong việc, đến điểm hẹn, phần còn lại hai anh sẽ nhận sau. Bằng mọi cách hai anh cố gắng tóm cho được đứa bé. Nếu sớm hơn giờ quy định, hai anh sẽ có tiền thưởng thêm. Thôi, hai anh đi lo việc của mình đi. Bây giờ chị em mình đến điểm hẹn chờ kết quả. Gặp hai tay giao búa này nhất định phải thành công thôi. Thịt chó rồi bắt thằng nhỏ sao? Bác gì tài cứu anh Trương? Chị Tuyền ơi, có kẻ gia đình bắt cóc con chị nè. Ai? Ai đâu? Ai bắt con tôi? Ở kìa em Trinh. Bé rồi, dọn nhanh lên. Đó đó, hai tên vừa chạy là thủ phạm. May mà anh Trung và em đến kịp đó. Trời, anh Trung. Mặt mày anh đầy máu nè, anh Trung ơi, anh Trung. Anh ấy vì muốn cứu Nghiêm Bình nên bị hai tên vừa rồi đánh đó. Anh Trung bị thương tích đầy mình, chị phải đưa anh Trung đến bệnh viện. Em giữ Nghiêm Bình và coi nhà giùm chị nha. Được rồi, chị lo cho anh Trung đi. Đi đi anh. Tôi xin được vào đề. Như gia đình mình vừa biết chuyện có người tổ chức bắt cóc bé Nghiêm Bình bất thành,
Nhưng cháu Trung vì muốn cứu thằng bé mà thân thể phải chịu nhiều thương tích, vì một mình phải chống cự với hai tên ma cô. Vậy tôi xin phép hỏi trong gia đình ta có ai là người chủ mưu để làm việc này không? Cô, tại sao cô nhìn cháu vậy? Vì cô muốn hỏi tại sao cháu lại hành động như vậy. Không, cháu không hề, không phải cháu. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện tài trời trong nhà tôi vậy cả? Cẩm Nhung, chẳng lẽ lại là em? Anh Nghiêm, anh cũng gán ghép cho em nữa sao? Làm gì mà chỉ sợ dữ vậy? Cô Lan chỉ đoán mò thôi mà. Thoại chi, cô thấy rằng giờ phút này cháu nên im lặng là đúng hơn. Cẩm Nhung, trong khi Bảo Tuyên thật tốt đối với cháu, vì nó chưa biết rằng thủ phạm trong vấn đề này là vậy mà nó lặng im không nói một lời. Bảo Tuyên là người bất hạnh, luôn bị kẻ khác tốt chết hạnh phúc của mình, nhưng nó không nuôi thù oán trong lòng. Còn cháu, cháu luôn nghĩ xấu cho người ta. Để thì cháu trả lời đi, tại sao vậy? Sao Bảo Tuyên lại biết con dâu tôi làm chuyện này? Không lẽ chỉ vì nó nghi ngờ bà cô nhắm mắt rồi lại tin theo? Cô ạ, cái tin này cháu cũng vô cùng căm thận. Cho những ai có hành động ác lòng, những việc nghi ngờ Cẩm Nhung, con nghĩ phải có bằng chứng rõ ràng. Nếu không thì chị Nhung bị quá tội nghiệp, vì việc này không phải chuyện bình thường. Truy ra là có thể chịu tội tù, cô xem vô làm gì có ích lợi chi đâu. Xưa nay tính của cô cháu đâu có lạ, muốn nói điều gì cũng phải vô cùng cẩn thận. Nếu cần có người đứng ra làm chứng, chuyện đâu có gì cô nắm sẵn trong tay. Nhưng cô cần ở con và Cẩm Nhung nói một lời để chứng minh rằng hai đứa biết hồi tâm. Sao lại có phải chi trong chuyện này, ai là người làm chứng? Cô nói ra đi. Má, má ơi, con xin má tha lỗi cho con. Khi con nói ra đây những gì tai nghe mắt thấy, do biết bé Nghiêm mình với gia đình ta cùng chung quyết thống, nên chỉ Cẩm Nhung hành động thiếu suy lương. Mà chỉ thoại chi là người dân lối đưa đường, đứng nét bên trong con đã nghe tất cả, lòng bàng hoàng lo sợ biết bao nhiêu. Con không ngờ hai người chỉ thân yêu, chỉ vì lợi ích riêng tư mà làm điều mờ ám. Rất may có con và anh Trung ngăn cản, bằng không còn đâu tính mệnh của Nghiêm Bình. Sao Cẩm Nhung và Thoại Chi, hai cháu còn gì để nói nữa không? Cháu lại cô, nhưng cháu đã ghen tuông một cách mù quáng, cháu ích kỷ dám bàn, cháu xin chịu tội. Trời ơi, sao em hành động như vậy hả Cẩm Nhung? Vì em yêu anh, em sợ mất anh. Em yêu anh, em sợ mất anh. Tại sao em lại sợ mất anh? Cẩm Nhung ơi, em quá đổi mù hờ. Trên pháp lý em đã là vợ của anh rồi. Nếu có phải chia tay vì không tâm đầu ý hợp, cả hai đứa mình cùng chấp nhận chứ đâu chỉ riêng anh. Anh đã một lần lầm lỡ đánh mất tình yêu, thì lẽ nào lần thứ hai sai phạm? Tuy còn thương Bảo Tuyên nhưng làm sao nối lại, khi em hướng về anh bằng tấm chân tình.
lại anh. Anh tha thứ cho em, hãy tha tội cho em Nghiêm ơi. Em nín đi, anh không bỏ em đâu. Em hãy tin rằng gia đình anh cũng sẽ tha thứ cho em. Cô nghĩ dầu cho gia đình ta sẵn sàng tha thứ, nhưng Cẩm Nhung với tội tổ ý có sự khởi tố của Bảo Tuyên, pháp luật chắc không thể thứ tha về hành động bắt trẻ con đi sát hại. Số phận của Cẩm Nhung giờ do Bảo Tuyên định đoạt, hậu quả này không trốn chạy được đâu. Nhưng cháu hãy đến cầu xin Bảo Tuyên, còn cô thì hoàn toàn bất lực. Tuy cô tin rằng Bảo Tuyên rộng lượng tha thứ cho người hối cải năng. Thì chết, hình như bé Nghiêm Bình khóc kìa. Hả? Sao lại có bé Nghiêm Bình ở đây? Nghiêm Bình, con của tôi. À, vì phải lo cho anh Trung nên chị Tuyên gửi bé Bình cho con giữ. Lúc nãy về đến nhà, con lẻn ra sau để nó trên giường dỗ cho nó ngủ. Cái thằng thiệt dễ thương hết biết luôn. Má xem nè, coi nó giống anh hai con không? Đâu, màng ơi, như là cắt bạc để qua vậy ha. Cô, trước đây công chính chị bảo rằng hai cái tuổi của Thoại Nghiêm với Bảo Tuyên ăn ở là không có con mà. Ai có biết đâu, tại cái thằng cha thầy bói mắc dịch đó chứ đâu phải tại tôi đâu. Cô này sao cô nhớ dai quá. Thoại Tuyên, đưa Nghiêm Bình cho anh. Đưa cho anh. Nè. Nín, con nín đi con, đừng có khóc nữa. Bà bồng con đây, bà dỗ con đây, con của ba đi mà. Ơ kìa, chị Bảo Tuyên đến. Bảo Tuyên cháu. Cô đã âm thầm giúp đỡ để cháu còn sống đến ngày nay. Ơn của cô như trời biển. Đó là trách nhiệm của cô mà cháu. Bảo Tuyên con. Dạ, con mừng mẹ vẫn như xưa. Thoại Trinh, chị đến đây gặp em để nhận lại bé Nghiêm Bình, vì anh Trung bảo rằng rất nhớ nó. Trời ơi, con của tôi. Có lẽ nào tôi ôm con tôi lần này là lần sau cuối. Để rồi từ đây và mãi mãi tôi không được gọi lên hai tiếng con. Đau đớn này như xé nát ruột gan, chỉ ôm con trong giây phút rồi mãi mãi chia xa. Thương cho Nghiêm Bình mai này lẫn con, nó có biết đâu còn người cha ruột trên đầu. Bằng hôn con đây hôn lên hình hài con trẻ. Ôi giọt máu của ba, nhưng ba đành vĩnh viễn mất con rồi. Chị Bảo Tuyên ơi, hãy tha thứ cho em. Em ngu khờ nên mới hận em, định giết đi thằng bé mình. Chị hãy xử em đi, em là người có tội.
bình vẫn còn đây và anh Trung vẫn được yên lành. Ta hãy thương nhau như ruột thịt và coi như không có chuyện gì xảy ra. Em cảm ơn chị. Thật xấu hổ là em của chị, đừng tự dằn vặt mình nữa em mà. Trước cảnh này đây quá đổi thương tâm mà, nhưng em thì mừng thật là nhiều khi thấy cả nhà đều thương hết chị Bảo Tuyên. Bảo Tuyên, cháu thật rộng lượng. Cô xin thay mặt gia đình này cảm ơn cháu. Cháu phải cảm ơn cô mới đúng. Cô đã giúp cháu thật nhiều. Cô bao giờ cũng ở bên cạnh cháu. Nhưng những điều cô làm không bù đắp nổi bao đau khổ vì tai họa mà gia đình này đã gây cho cháu. Không, xin cô đừng nói thế. Những gì đã qua rồi, chúng ta nên quên đi. Nhờ cô Sương mà cô biết bé Bình là giọt máu của thằng Nghiêm. Nhưng ý cháu thì như thế nào? Xin em đừng phủ nhận. Tuyên à, nếu những lỗi lầm gì trong quá khứ em có thể quên đi mà tha thứ cho anh, thì anh chỉ cầu xin em cho anh được nhìn nhận con. Dù rằng anh biết anh không xứng đáng làm cha của nó. Thoại Nghiêm, từ lâu em vẫn nghĩ rằng Nghi mình là con của em và anh Trung. Anh Trung đã trở thành là cha của nó từ lúc nó mới chào đời. Nếu không có anh ấy, mẹ con em không biết phải ra sao nữa. Vì vậy em nghĩ rằng tất cả những gì của mẹ con em đều tùy thuộc vào anh ấy. Chỉ có anh Trung mới có quyền xác nhận. Tuy nhiên, em hiểu anh Trung. Em có thể thay anh ấy xác nhận rằng đúng, Nghiêm Bình là con của anh. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em quá Bảo Tuyên ơi. Nghiêm Bình, Nghiêm Bình con của ba. Hãy nằm trên tay ba. Chúc ba được nhìn con trong giây phút này. Đừng giận ba, ba yêu con vô cùng. Hãy tha lỗi cho ba nghe con. Thoại Nghiêm, anh đã nhận con rồi, vậy anh hãy trao nó lại cho em. Vì có lẽ anh Trung ở nhà đang rất là trông nó. Anh trao lại cho em nè. Khoan đã, để cho anh hôn con. Tuyền ơi, em đã âm thầm nuôi nấng giọt máu của anh, thì hôm nay anh phải âm thầm nhìn nhận nó. Anh phải trả hết cho Trung những gì không còn là của anh. Anh từ đây sẽ là người đứng bên lề tình cảm, đứng bên lề cuộc đời của em và con. Anh cầu chúc em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chào tất cả. Anh Trung, anh Trung, anh ngủ thật yên và
em sẽ nói chuyện với giấc ngủ của anh đây. Lúc trước anh chờ đợi em, muốn nghe em nói những lời yêu thương nồng ấm. Nhưng em đã hà tiện với anh từng ý từng lời, em tiếc với anh từng cử chỉ yêu thương. Vì vậy mấy hôm nay em phải trả cho anh sự chờ đợi, em phải nói chuyện với sự im lặng của anh. Vậy là công bình phải không anh? Bây giờ nếu anh có mơ, anh hãy mơ về giấc mơ thật đẹp. Với căn nhà tuy còn nhỏ hẹp, nhưng có đôi tim hòa nhịp hạnh phúc bên nhau cho đến trọn đời. Mỗi sáng anh đi làm, đêm đêm em đi ca, vợ bên chồng, chồng bên vợ. Dù nắng hạ mưa đông, lòng vẫn chung lòng. Sao em không nói nữa đi? À, nãy giờ thức mà làm bộ ngủ. Anh thật là đáng ghét hả? À, ghét ha. Ghét vậy thì anh ngủ nữa, để nghe em nói thương nè, nói yêu nè. Ngủ mà được nghe thương, nghe yêu còn hơn thức bị ghét à. Thôi anh đi, bây giờ thức cũng ghét, mà ngủ cũng ghét nữa hả? Ghét vậy mà lúc mà anh còn nằm ở trong bệnh viện á, lại có người khóc sướt mướt và luôn miệng nói rằng: anh ơi, anh đừng có chết nha, dầu thế nào á thì anh cũng xong với em. Để nghe em nói, em yêu anh à, yêu nhiều lắm á. Nếu anh chết rồi em sống với ai, đừng bỏ em cô độc lạnh lùng. Rất rõ ràng mà là vô lăng kính, để người ta ngồi đứng không yên. Tại vì sao đâu em biết được? Tại anh muốn hành hạ người ta, thích người ta cứ khóc thật nhiều. Anh nói hả? Ớt quá đi thôi hả? Vì bấy lâu nay em luôn tiếc lời. Thưa dịp này anh muốn nghe em. Anh Trung, thật tình là anh cần nghe lắm hả? Rất cần, vì mỗi tiếng nói yêu thương của em làm cho anh cảm thấy yêu đời và vui sống nữa. Em cũng cầu mong anh đừng bao giờ quên bỏ mẹ con em. Bảo Tuyên, có được một người vợ vẹn toàn như em là anh cảm thấy mình diễm phúc lắm rồi. Làm sao có chuyện quên bỏ em cho được. Ý chết, hôm nay là ngày tái khám bệnh của anh đó. Anh nhớ rồi, và anh sẽ đi đây. Em ở nhà lo cho con nha. Dạ. Khám bệnh xong cái anh về với mẹ con em liền à. Em anh chờ đi cơm. Anh về muộn á là em nhịn đói đó nha. Thoại Nghiêm đã có vợ rồi, mình chấp nhận đến với Trung là một điều hợp lý. Bé Nghiệp Bình sẽ có cha như bao đứa trẻ khác. Sau cuộc ly hôn, cô ngờ đâu cuộc đời mình lại xoay chuyển như thế này. Chào cô. À, dạ chào anh. Dạ anh muốn tìm ai? Tìm thằng em của tôi, thằng Trung ấy mà. À, anh hai. Dạ lúc trước vì gặp anh hai có một lần nên em không nhớ, xin anh hai thứ lỗi. Dạ mời anh vào nhà. À, dạ để em đi pha trà. Khỏi cô à, cô đứng đó đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Dạ anh hai muốn dạy em điều gì? Tôi đã đến đây từ lâu, chờ thằng em của tôi ra khỏi nhà tôi mới vào gặp cô. Tôi đã nghe thiên hạ đồn đãi rằng thằng Trung em của tôi nó thật lòng yêu cô, nhưng cô thì không đáp lại. Tại sao quá đổi ngu si, yêu một kẻ chẳng yêu mình.
thôi thì tôi phải có trách nhiệm dạy em tôi. Bắt nó về, buộc nó phải đi cưới vợ. Còn cô cũng nên xa nó ngay bây giờ. Anh hai ơi, lại anh hai số thương. Đời của em đã nhiều lần đầm lao đao, không còn ai thân bằng thiên thuốc. Điều đó thì cô hãy an tâm. Tôi có thể hứa với cô rằng gia đình tôi sẽ bảo bọc cho cô và xem cô như là người họ hàng thân tộc. Nhưng về phần của thằng Tung, ngày nay nó cũng đã trưởng thành rồi, chắc là phải cưới vợ thôi. Anh hai, anh đi cưới vợ cho anh Trung thiệt sao? Ý cô định như thế nào? Chắc cô cũng vui khi thấy nó vâng lời tôi chứ. Anh hai ơi, đừng... Đừng cưới vợ cho thằng Trung à? Sao vậy cô? Hình như là cô có điều gì muốn nói với tôi. Dạ phải, chỉ có việc là em xin anh đừng cưới vợ cho anh Trung. Vì em và anh ấy đã yêu nhau. Ủa, không lẽ người ta nói ngoa? Tôi không tin. Vì ní yêu nó, sao cô bắt nó phải chờ? Vì em còn lo ngại rằng anh không thuận ý. Có người đến cho tôi biết hoàn cảnh bi đát của cô, và tôi cũng có đến gặp cậu Thoại Nghiêm. Anh đã đến gặp chồng cũ của em. Giờ đây Thoại Nghiêm sống an phận, bởi lẽ không còn cách nào khác hơn. Cậu ấy nói rất vui khi biết cô và thằng Trung yêu nhau. Chuyện quá khứ của cô coi như là tạm ổn, chỉ còn hiện tại và tương lai. Em đang chờ đợi lời chỉ dạy của anh hai. Tôi có thể chấp nhận cho cô làm vợ của em tôi. Anh hai, em xin đội ơn anh. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thưa anh? Muốn cho ngày mai hạnh phúc giữa cô và thằng Trung được bảo đảm, thì ngay bây giờ cô phải... Phải như thế nào? Anh hai cứ nói, bất cứ giá nào em cũng chấp nhận, miễn sao em được làm vợ của anh Trung. Cô phải lập tức cho ngay thằng bé. Hả? Vì tôi biết nó không phải là huyết thống của dòng họ nhà tôi. Đem cho ngay bé Nghiêm mình. Có nghĩa là em tự tay đặt đi nấm ruột của mình sao? Cô Tuyên, tôi biết điều kiện của tôi đưa ra sẽ làm cho cô vô cùng khó xử. Giữa người yêu và tình mẫu tử, một trong hai cô phải chọn. Tôi đang chờ nghe tiếng nói của cô để tôi được yên tâm rời khỏi nơi. Đừng dõi trách tôi sao ích kỷ hễ thôi. Anh em tôi chẳng may mồ côi cha mẹ, nên trên đời này phải bảo bọc cho nhau. Hạnh phúc của thằng Trung chính là hạnh phúc của tôi. Hơn nữa tôi còn có trách nhiệm quyền huynh thế phụ. Xa con nhưng cô lại có tấm chồng như thế. Thà khó khăn gì đâu mà cô không tốt được nên lời. Anh hai. Cô Bảo Tuyên, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Hy sinh con để có được một tấm chồng, tôi nghĩ chuyện ấy đâu có khó khăn gì. Tôi từng chứng kiến biết bao người đàn bà đã làm được chuyện đó mà. Thưa anh hai, mỗi người đều có tâm thiện ác khác nhau. Ai có hành động như vậy, đó là việc của họ. Còn riêng em, tình mẫu tử là thiêng liêng cao cả. Em không thể làm theo ý muốn của anh được. Tuy rằng em rất yêu anh Trung và yêu tha thiết, nếu xa anh ấy rồi, đời em không biết sẽ ra sao nữa. Cô Tiên à. Thôi anh hai, anh đừng nói gì nữa cả. Bây giờ anh hãy về đi. Cô Tiên. Em gian anh về đi. Em không muốn nghe nữa đâu.
Bảo Tuyên ơi em có điên không, mà với hôm nay em lại tỏ ra giận hờn đuối xua như người xa lạ. Nếu chẳng thương anh thì thôi anh đành cam chịu, chứ tại sao em nỡ đàn tâm đối xử với nhau không nghĩa không tình. Trung ơi anh đừng hiểu lầm em. Anh hỡi ơi em nói hận làm sao khi đã để anh buồn. Tuyên ơi lòng của anh đối với em thế nào, chắc em đã rõ, nhưng có đáp lại hay không còn tùy thuộc ở nơi. Anh không lợi dụng hoàn cảnh quen đâu, nếu chẳng nợ duyên tôi thì ta vẫn còn là tình mang. Thì lẽ nào em đem lòng xử tệ mà tôi nghĩ cho anh hai lần tìm lời. Lỗi tại anh mà, anh lặng thinh là phải rồi. Sao lại tại anh chứ? Anh bắt buộc cô Tuyên phải chấp nhận cho đứt đứa bé, nếu muốn làm vợ của em. Trời đất ơi, anh hai, có chuyện đó nữa sao? Anh bảo Tuyên làm như vậy à? Ủa, cậu Thành tới rồi đây hả? Thì cô, hôm qua cô hứa với cháu là sẽ đến gặp tụi nó sớm, sao bây giờ cô mới tới vậy? Cô với nhỏ cháu đây cũng tranh thủ đi cho đúng giờ hẹn với cậu. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi nhà, bánh xe sao xẹp lép, chờ giá cả tiếng đồng hồ á. Thôi Thành thật xin lỗi cậu nha. Sao mặt hai đứa bay đứa nào cũng bí xị như luôn bị thua tàu vậy? Cô ơi, anh hai cháu bắt buộc Bảo Tuyên á đem cho bé Nghiêm Bình mới chấp nhận cho tụi cháu thương nhau đó cô à. Trời ơi, gì kỳ với cậu Thanh. Hôm qua mình đã bàn bạc với nhau rồi, cậu rất quan nghĩa cho tụi nhỏ ăn đời ở kiếp với nhau, sao hôm nay lại đẻ ra thêm cái chuyện đó nữa? Thì cháu cũng giữ y nguyên lời hứa, chưa có thêm bớt gì đâu. Có điều là nghe cô quảng cáo về đức hạnh của cô em dâu của cháu, nên nhân lúc cô chưa tới nè, cháu thử lòng dạ của vợ đúng vậy đó mà. Trời ơi anh hai ơi, anh thử gì mà rắc rối vậy anh hai? Lỡ hồi nãy Bảo Tiên đem con trai của em cho anh ta rồi sao? Thì anh không nhận nó là em dâu chứ sao? Nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, em trai của anh chọn không lầm người. Cô Bảo Tuyên, anh chấp nhận em là em dâu của anh rồi đó. Dạ, em xin cảm đội ơn của anh hai. Ngày mừng vui, cháu có ý kiến này, xin phép vị lan cho cháu được làm người ra ngoài đáy ăn đình đình. Bằng lòng ngay, nhưng mà hỏi ăn này nào mới được. Cô yên chi, anh của con rất nhiều nhà hàng cao sang tốn hao sợ gì. Nghe sắp ăn nhà hàng, em muốn đi ngay liền, ai có vợ nên dìu vợ theo, em thật là trẻ con. Em mừng ngày vui của anh chị chứ bộ à. Thôi bây giờ mời tất cả ra xe, xe chạy ngang nhà hàng nào trước thì mình ghé vào nhà hàng đó trước. À hay à, đúng nha. À. Đi các con. Cô Trinh, cô bồng cháu của tôi ngồi trước với tôi nha. Dạ.